Đây cũng gọi là thảm cỏ Ba Vì, một cái thảm cỏ khổng lồ 100 ha. Các bạn ạ, thao chim ngủ gáy hôm nay được bà cô cho đi du lịch 100 ha, các bạn thấy không? Đây là những cái gốc cam. Cam này gọi cam cam đồng vàng cô nhỉ? Cam Vinh. Cam Vinh đấy. Ừ. Ok, này, quả đây. Ôi giời ơi. Quá đỉnh luôn, xin một bức ảnh đẹp. Xin một bức ảnh đẹp. Xin một bức ảnh đẹp. Đấy, thế này nó mới lộ ra nhiều quả này. Wow, có một tí tí nắng mặt trời. Quá đỉnh luôn. Cỏ này. Đó. Đồng cỏ Ba Vì. Tại Ba Vì có một cái vườn 100 hạt à, rất là nhiều hoa quả. Mùa nào thứ đấy các bạn nhé. Bưởi diễn này. Cam Vinh, cam canh này. Bưởi da xanh này. Nhãn này. Wow. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Đây là những hình ảnh bản quyền từ Thao Chim Cung Gáy đã ghi hình lại được nha các bạn nhá. Wow. Quá tuyệt vời. Đây là những khoảnh khắc thật tuyệt vời. Đang lúc là mặt trời xuống, có những tia nắng chiếu vào những cái quả. Đó, các bạn thấy là tôi quỳ hẳn xuống, hy sinh cả cái bộ quần mồi của tôi này. Đấy. Wow, cây này. Ui ơi, làm sao bên này nó sai thế nhỉ cô nhỉ? Cái bên này tốt hơn hay là giống nó tốt hơn, trồng thời điểm tốt hơn, cái nào cũng sai. Bên này là nó thoáng. Nó thoáng đúng không? Tráng lắng hơn. Bên này đúng là bổ mắt thật. Quá nhiều luôn. Đúng là không quay những cái video như này thì đúng là lãng phí luôn. Để cho mọi người đăng ký kênh của mình để được chiêm ngưỡng những cái khoảnh khắc mình rất thích về thiên nhiên các bạn ạ. Đó, và trong đó chim cu cũng là một chủ đề về thiên nhiên. Đó, đây là giá trị của cuộc sống, giá trị của dinh dưỡng, giá trị của hoa quả sạch các bạn ạ. Đó, các bạn muốn tìm đến những cái số lượng nên hàng rất là nhiều tấn luôn đấy. Nếu mà tính quả này không biết bao nhiêu. Nên các bạn có thể là những khách hàng, các bạn có thể tìm đến thông tin chúng tôi ghi ở dưới, các bạn sẽ cố gắng là liên hệ để từ các bạn ăn vào đó, mà các bạn buôn bán này, các bạn lên tìm những cái nguồn hoa quả sạch như thế này. Đó, giới thiệu với các bạn là đây là thuộc địa phận Ba Vì, và đây là quan điểm nói rõ luôn là đây là dùng phân bò sữa, phân hữu cơ sạch, không phun nhá. Cỏ này là cắt bằng máy và nuôi bò nuôi lợn, sau đó là đấy là các bạn đấy là để mà chống ong châm ruồi vàng là chúng tôi dùng bả ruồi, chúng tôi bẫy tại những cái chai nước. Đây là hệ thống, này là hệ thống, đây là ống nước, đây là ống nước tưới tự động. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, thì những cái vòi này là những cái vòi được mà cô nắp rất là ok, khi cắm máy nên là vòi nó sẽ xoáy và nó sẽ tạo độ ẩm cho gốc. Đấy, chính vì vậy cam ở đây cái độ nước nó rất là đảm bảo. Đó, đây các bạn này, khi xoáy lên là nó sẽ cấp nước tạo độ ẩm cho cây. Các bạn, gốc rất là nhỏ nhưng quả rất là sai đúng không ạ? Rất sai luôn. Mùa nào thứ đấy các bạn nhé, từ đu đủ đến nhãn đến bưởi diễn, bưởi da xanh, cam Vinh, cam canh, tất cả bơ vú sữa, rất cả nhiều. Và đặc biệt là các phái đoàn, các bạn, các trường học, các bạn học sinh, sinh viên, nếu mà các bạn có những cái muốn đi đến những cái buổi dã ngoại, thăm những cái hồ nước tại Ba Vì, thăm những đồng cỏ tại Ba Vì và muốn trực tiếp vào vườn hái những quả mình ưa thích, muốn mua những cái trái ngon, trái ngọt rất là thực tế, thì các bạn đăng ký để các bạn đi theo đoàn, theo tour, và chúng tôi sẽ có tổng đài có cái hướng dẫn để các bạn đạt được cái mục đích trong một cái buổi đi chơi dã ngoại, thăm miệt vườn, thăm VAC. Ở đây thì có rất nhiều những con vật đã do cái quỹ đất là 100 ha rất là rộng. Nó đã những cái đàn cò và những cái con động vật gần như đã là rất là hiếm ngoài thiên nhiên.
chúng đã tìm được cái đất lành chim đậu. Chúng ta về đây thì các bạn có thể là được ngắm nhìn lại những cái con vật đó. Đấy, các bạn yên tâm là về với quê hương Ba Vì chúng tôi là các bạn thấy những cái đồng cỏ, những cái vựa cỏ như thế này rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hôm nay một ngày thật là bổ ích. Đấy, con cò bay đấy các bạn ơi. Con cò vừa bay xong, mặt trời xuống núi. Lúc này tầm 5 giờ chiều. Mình đang rất là nhiệt huyết, đang rất là cảm hứng với cái một cái vườn 100 ha như thế này. Mà có rất nhiều những cái giống cây quý hiếm được nhân giống tại đây, được mua từ tuyển chọn từ các vùng miền đến đây để tạo ra những cái trái ngon, quả ngọt. Đó, các bạn thấy chưa? Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, không cái gì được, tốc đất thất vàng, các cụ nói không sai. Chán bây giờ cái thực phẩm sạch, hoa quả sạch rất là yêu cầu rất là cao. Đó, các bạn yên tâm. Các bạn yên tâm là khi liên hệ cho chúng tôi để tìm mua những cái trái ngon quả ngọt như thế này. Đó, tuyệt vời quá. Đó, ở đây chỉ mùng rất là nhiều. Rất là nhiều những thứ mà các bạn đặt chân ở đây, các bạn cảm thấy con người nó thật là thư thái, con người thật là khoan thai. Nếu như một ngày cuối tuần mà các bạn có thể đi theo một đoàn, các bạn lên đây có thể là các bạn có thể ăn, nghỉ, hái quả hoặc là cắm trại. Tất cả những cái việc mà chúng tôi có thể là với cái diện tích đất rất là rộng, chúng tôi sẽ tạo cho các bạn được những cái buổi ngày nghỉ cuối tuần thật là bổ ích. Thậm chí các bạn có thể là chụp ảnh cưới, các bạn có thể tạo như nghĩa là cái với quỹ đất 100 ha như này là chúng tôi sẽ có được những cái mặt bằng, có những cái điều kiện hoàn cảnh thiên nhiên, động vật thiên nhiên rất là tốt để cho các bạn tạo một các bạn cho một cái buổi đi chơi thật là mãn nhãn, thật là vui, thật là bổ ích. Cảm ơn các bạn. Số điện thoại để các bạn liên hệ là 0335305982. Mình tên là Thao Cú Gáy. Ok. Có gì các bạn cứ liên hệ thẳng cho mình.